Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 8. Chinh phục miền Bắc Palestine. Các vua miền Bắc liên minh với nhau. Sách Giô-suê, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Khi nghe tin đó, Gia-vin, vua Khe-so, sai người đến với Giô-váp, vua Ma-đôn, với Sim-rôn, vua Ác-sép, với các vua ở phía bắc trong miền núi và miền Arava phía nam, Kinnerot, trong miền Sơ-phê-la và trên mạn ngược Đo ở phía tây, với người Canaan ở phía đông và phía tây, với người Emori, Khết, Berizzi, Sơ-vút trên miền núi và Khi-vi ở dưới chân Khét-môn trong xứ Mít-ba. Chúng ra đi, chúng và tất cả các binh sĩ của chúng, một đám dân đông đảo, nhiều như cát ngoài bãi biển, cùng với vô số xe ngựa. Chiến thắng ở Merom. Sách Giô-suê, chương 11, từ câu 5 đến câu 9. Tất cả các vua đó liên minh với nhau thành một khối, kéo nhau đóng trại gần bờ suối ở Merom để giao chiến với Israel. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: "Đừng sợ chúng, vì ngày mai cũng vào giờ này, ta sẽ nộp thây của tất cả bọn chúng cho Israel. Ngươi sẽ chặt nhượng chân ngựa và phóng hỏa đốt chiến xa của chúng." Ông Giô-suê và mọi chiến sĩ bất thình lình ập tới gần chúng ở bờ suối Merom và xông vào đánh. Đức Chúa nộp chúng vào tay Israel. Dân Israel đánh chúng và đuổi theo chúng cho đến Sidon đại đô, cho đến Mitrephot Magim và cho đến thung lũng Mitbe ở phía đông. Họ đánh chúng tới mức không thể một mạng nào sống sót. Ông Giô-suê xử với chúng như Đức Chúa đã phán với ông. Ông đã chặt nhượng chân ngựa và phóng hỏa đốt chiến xa. Chiếm Khe-so và các thành ở phía bắc. Sách Giô-suê, chương 11, từ câu 10 đến câu 15. Thuở ấy, ông Giô-suê trở về, chiếm Khe-so và dùng gươm giết vua thành đó, vì trước kia Khe-so là thủ đô của các vương quốc đó. Họ dùng lưỡi gươm chém giết mọi sinh vật trong thành, trù hiến chúng, không còn một sinh vật nào sống sót, và ông đã phóng hỏa đốt Khe-so. Ông Giô-suê chiếm mọi thành của các vua đó và dùng lưỡi gươm chém giết tất cả các vua của những thành đó. Ông chu hiến chúng như ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa đã truyền. Nhưng Israel không đốt thành nào xây dựng trên gò phế tích, chỉ có ông Giô-suê đốt Khe-so mà thôi. Con cái Israel chiếm cho mình mọi chiến lợi phẩm của các thành ấy và thú vật, nhưng họ dùng lưỡi gươm chém giết mọi người, đến mức tiêu diệt hết, không để một sinh vật nào sống sót. Những gì Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của người, thì ông Mô-sê truyền lại cho ông Giô-suê, và ông Giô-suê đã làm như vậy. Ông không bỏ sót một điều gì Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Tổng kết về các cuộc chinh phục miền Bắc. Sách Giô-suê, chương 11, từ câu 16 đến câu 23. Thế là ông Giô-suê đã chiếm toàn xứ đó, miền núi,
tất cả miền Negev, tất cả đất Goshen, miền Sephela, miền Arava, miền núi Israel và đồng bằng của miền đó. Từ núi Trọc đi lên Seir cho đến Ba Anget trong thung lũng Liban, dưới chân núi Khét Môn, ông bắt được các vua của chúng cho đánh và giết chết. Trong nhiều ngày, ông Giô-suê giao chiến với tất cả các vua đó. Không một thành nào làm hòa với con cái Israel, ngoài trừ người Khi-vi cư ngụ ở Gip-ôn. Nhờ chiến đấu, con cái Israel đã lấy được mọi thành. Quả thế, Đức Chúa đã quyết định làm cho dân ấy cứng lòng mà ngân chiến với Israel, để Israel tru hiến chúng, không ân xá cho chúng và làm cho chúng phải bị tiêu diệt, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Thuở ấy, ông Giô-suê đến đánh đuổi người Anác khỏi miền núi Khép-rôn, Đơ-via, Anáp, khỏi tất cả miền núi Giu-đa và Israel. Ông Giô-suê chu hiến chúng và các thành của chúng. Không còn sót lại một người Anác nào nữa trong đất con cái Israel, ngoài trừ ở Gaza, Gath và Ashdod. Ông Giô-suê chiếm trọn đất ấy như Đức Chúa đã phán với ông Mô-sê. Ông Giô-suê đã ban đất ấy làm gia nghiệp cho Israel để các chi tộc chia nhau và xứ sở được sống yên hàn hết nạn chiến tranh.